Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Trong tập trước, 6 vị cung phụng vũ hồn đế quốc đã tới Sa Lăng Quan trợ giúp. Một vài người đã xuất hiện, vậy nhưng vẫn còn có kẻ đang ẩn thân chờ đợi cơ hội. Mục tiêu bọn chúng nhắm vào là Tuyết Băng. Bọn chúng chơi bài âm thầm phóng ám khí không màu không mùi nên rất khó phát hiện. Cũng may có Độc Đấu La ngăn cản. Qua lồng nhanh chóng hô hào các tướng sĩ bảo vệ điện hạ, các đám nghe vệ liền nhanh chóng bố trí trận hình xung quanh Tuyết Băng. Đại sư nhận ra ám khí bọn chúng vừa tấn công là Vô Hình Tiễn, là vũ khí của cung phụng thứ năm Quang Linh Đấu La. Tên này chính là Quang Linh Đấu La, xem bộ dạng và cách nói chuyện thì có vẻ như rất trẻ trâu. Hắn cảm thấy khá thất vọng vì ám sát thất bại. Mũi tên của hắn tuy rằng im mắng vô hình, vậy nhưng hình như vũ hồn của Độc Đấu La lại khá mẫn cảm với chấn động trong không khí. Nghe lời nhắc nhở đến từ hai lão già cung phụng, hắn lập tức đứng dậy dương cung. Lần này không phải là âm thầm nữa mà là toàn lực tấn công, sai trì thêm hồn kỹ thứ 8. Độc Đấu La lập tức cảm thấy áp lực mà tên kia mang tới, ngừng tụ lực lượng đã xong, gã liền phát động công kích. Tên chưa bắn tới, vậy nhưng uy áp đã làm cho mọi người không thở nổi. Băng tuyết rơi xuống, đám binh lính lập tức đóng băng, xe ngựa của Tuyết Băng cũng không ngoại lệ. Độc Đấu La cảm thấy nguy hiểm nên lập tức mang Tuyết Băng rời đi. Cứ tưởng là tấn công sẽ xuất hiện từ bầu trời, vậy nhưng ai ngờ công kích lại xuất hiện từ dưới đất. Biết không thể ở lại thêm nữa, Độc Đấu La liền yêu cầu bảo vệ bệ hạ rút lui. Tuyết Băng cũng không ngờ được rằng người có thực lực kinh khủng như vậy lại là một đứa nhóc. Đại sư trấn an, đừng để bộ dạng của tên kia đánh lừa, tuổi thật của hắn đã hơn 90 rồi. Thấy đám người Tuyết Băng quay xe, Quang Linh Đấu La cũng vẫn thản nhiên, hắn sẽ để cho đám người này chạy một lát đã. Cùng lúc này, đám người Đấy Mộc Bạch đang dẫn đầu binh lính xông ra ngoài thành. Vậy nhưng còn chưa kịp thoát ra khỏi địa phận Sa Lăng Quan thì đã bị mấy tên hồn sư chặn lại. Không để cho phe ta kịp trình bày thì bọn chúng đã lao lên, định khiến cho bọn họ ngậm mồm lại vĩnh viễn. Đám người Đấy Mộc Bạch thế vậy liền chủ động lao lên ngăn cản, mỗi lần tung chiêu là một lần tiễn đối thủ về đất mẹ. Tiểu Vũ cũng thi triển năng lực, thân hình nàng thoát ẩn thoát hiện bón hành cho kẻ địch. Lại thêm ám khí mà Đường Tam đã đưa nên dễ dàng đột phá vòng vây, sau đó tiếp tục dẫn đội rút lui. Đại sư tiếp tục phân tích, kế hoạch của Vũ Hồn Đế Quốc là nhắm vào bệ hạ, bọn chúng giữ chân Đường Tam, kiềm chế Cốt Đấu La. Tận lực tránh đi 6 người còn lại trong đội xử lẻ khắc. Bây giờ việc cấp bách là đưa Tuyết Băng rút lui, kế hoạch bọn chúng chu đáo, chuẩn xác, tính uy hiếp cực kỳ lớn. Đại sư cho rằng phía sau các cung phụng vừa ra mặt này còn có cao nhân tọa trấn chỉ huy. Nói tới đây, Quang Linh Đấu La đã bắt đầu công kích. Bắn xuống bên dưới màn mưa tên, Qua Long chủ động ở lại phía sau chặn hậu. Lão lập tức tung ra hồn kỹ thứ 8 chặn đánh. Đáng tiếc là thực lực của ông chỉ là hồn Đấu La. Đối mặt với phong hào Đấu La hằng thật giá thật thì chênh lệch quá lớn. May mà Độc Đấu La xuất hiện kịp thời, nếu không thì có lẽ đã bị đối phương mời xuống đất mẹ. Ông chủ động muốn giao thủ vài chiêu với Quang Linh Đấu La. Trong khi đó, Đường Tam vẫn chiến đấu kịch liệt. Hắn biết tình hình không ổn, nếu cứ tiếp tục thì bên ta sẽ toàn quân bị diệt, nhất định phải nghĩ cách giải quyết hai tên cung phụng này. Tuy nhiên, dưới sức tấn công kịch liệt của hai tên cung phụng, Đường Tam vẫn phải chật vật một hồi. Trước đó, hai người bên kia đã nhận lệnh phải giết chết được Đường Tam, nếu không thì không cần quay về Trưởng Lão Điện nữa. Hai bên tiếp tục gia tăng công kích, ban nãy là tấn công cận chiến, và nhưng bây giờ chuyển sang sử dụng hồn kỹ. Hằng Ma Đấu La tung ra hồn kỹ thứ 8, tạo ra một con rồng màu đỏ khổng lồ. Thiên Quân Đấu La cũng tung ra hồn kỹ thứ 8 là một cây cồn khổng lồ. Đường Tam nhanh chóng bị rơi vào thế bánh mì kẹp thịt. Một người đánh phía trước, một người đánh phía sau. Trong thời khắc nguy cấp đó, hắn lập tức sử dụng kỹ năng đến từ hồn cốt tay, thành công hóa sạch công kích. Thiên Quân và Hằng Ma không bỏ cuộc, cả hai đồng thời công kích. Đường Tam giơ hai tay ngăn cản, hai bên giằng co kịch liệt. Lúc này hồn lực của hắn đã sắp hết. Vậy nhưng vì bảo vệ người thân yêu, hắn phải cố hết mình, không thể bỏ cuộc. Cuộc giằng co tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, Kiếm Đấu La cũng không ngờ được rằng Đường Tam bị đối thủ đẩy vào hiểm cảnh, nhưng vẫn có thể tung ra phản kích. Sau màn giằng co đó, Đường Tam gần như kiệt sức. Vậy nhưng hai tên phong hào Đấu La kia lại thảm bại hơn, cả hai cùng nằm hít đất. Nhân cơ hội đó, Đường Tam liền cầm tam sau kích lao lên định kết liễu Thiên Quân Đấu La, chém tàn vũ khí của gã Tam. Vậy nhưng trước khi kết liễu được đối thủ, thì đã bị kẻ khác ngăn cản. Kẻ xuất thủ là Kim Ngọc Đấu La, xếp hạng thứ 2 tại Trưởng Lão Điện, thực lực gần tiếp cận với thiên đạo lù nhất. Chỉ xuất thủ một lần đã khiến Đường Tam nằm ngã ngửa. Lão ta xuất hiện vào lúc này cũng đồng nghĩa rằng nam chính gặp phải nguy hiểm rồi. Kim Ngọc Đấu La chậm rãi tiến về phía Đường Tam, Thái Thản chủ động lao lên ngăn cản, Ngô Cao cùng mấy lão gia trong đường môn cũng xông lên giải cứu. Kim Ngọc Đấu La chỉ cầm một kích đã đập cho cả đám sắp mặt. Lúc này Đường Tam đã không còn sức phòng thủ nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão ta tung hồn kỹ giáng thẳng vào thân mình. Ăn xong chiêu đó, chắc chắn sẽ không còn toàn thây.
cứ tưởng Nam chính lần này sẽ phải xuống đất mẹ. Vậy nhưng ngay lúc này, một tiếng quát vang vọng thốt lên, đi cùng đó là một đòn công kích giáng xuống, phá hủy đoàn tấn công của Kim Ngạc Đấu Lam. Người lên tiếng chính là Đường Hậu, không chỉ có ông mà các thành viên trong Hạo Thiên Tông cũng xuất hiện. Sự có mặt đúng lúc đúng thời điểm này ngay lập tức hóa giải thế cục, giành lại thế lợi cho phe Tam. Bởi vì đứa con yêu quý suýt chút nữa đã bị giết chết, cho nên Đường Hậu vô cùng tức giận. Dự kiến là sẽ có một trận kịch tính giữa hai cường giả. Vậy nhưng trước khi điều đó xảy ra thì tập phim đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé!